chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện nhân yêu kiều của nhân vật phản diện sống lại rồi. Thẩm Nhu cứ nghĩ mình ở nhà của Giang Triều sẽ bị mất ngủ nhưng không ngờ một đêm không mộng mị, ngủ rất ngon, nếu như không phải sau khi tỉnh dậy đồng hồ báo thức cho cô biết sắp muộn học rồi thì cô còn chẳng nở chui ra khỏi cái chăn mềm mại. Thẩm Nhu vừa đẩy cửa ra thì thấy Giang Triều đã đứng bên ngoài, bèn nói, chúng ta bị muộn rồi. Giang Triều đã đứng ở ngoài cửa gần một tiếng vì không nở gọi Thẩm Nhu dậy, tôi xin nghỉ cho em rồi, không cần vội, quay lại ngủ đi. Giang Triều quay người đi về phòng ngủ của mình, Tần Lễ và Lý Thâm bị Giang Triều la dậy đi học với Lý Thâm từ sáng sớm liếc mắt nhìn nhau, thích ứng ngay với hoàn cảnh, dứt khoát nằm luôn lên ghế sofa ngủ bù, có thể hiểu được, có thể hiểu được chuyện này mà, hai thanh niên bọn họ dậy sớm một chút có là gì, chẳng phải Giang Triều còn đứng hơn một tiếng đó sao, cậu cảm thấy anh Triều có phẩm chất tiềm ẩn gì? Bạn trai hệ bố Bạn trai hệ bố, chăm sóc, đối xử với người yêu như bố với con, đây là kiểu bạn trai chững chạc và ổn định, biết kiềm chế và đáng tin cậy, không nói nhiều nhưng rất chu đáo tuy không già nhưng đối xử với bạn như một người cha già ha 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 anh triều của chúng ta còn lâu mới thế lý thâm ôm gối muốn lăn qua lăn lại trên sofa nhưng cái sofa lại không đủ rộng thế là cậu ta lăn thẳng từ sofa xuống đất sở lam không đến trường đi học trước kia sở lam là nữ thần ở trường ít nhiều gì mọi người luôn nhìn cô ta qua bộ lọc bởi vì chuyện lần này mà sở lam chẳng đi học được nữa vì thế mà có không ít người bắt đầu cảm thấy sở lam đáng thương nhìn qua bộ lọc Ý chỉ thích ai đó thì nhìn người ta như qua bộ lọc photoshop vậy, chỉ thấy cái tốt, cái đẹp. Bữa trưa trong nhà ăn ở trường, một bàn học sinh đang thảo luận chuyện Sở Lam không đi học, mặc dù tôi thấy bọn họ đều sai nhưng Sở Lam cũng thật đáng thương mà, chẳng đến trường lên lớp. Hơn nữa, tôi cảm thấy Sở Lam không phải loại người như vậy, liệu có hiểu lầm gì trong chuyện này không? Dù sao thì cho dù Sở Lam ghét Thẩm Nhu thì chắc cũng do Thẩm Nhu làm sai gì đó. Cậu nhắc đến chuyện này tôi cũng thấy có gì đó không đúng, tại sao sở lam lại nhắm vào thẩm nhu chứ, cũng không thể chỉ vì chuyện làm hoa khôi trường đâu nhỉ. Lý Lê, thật đánh thương mà, sở lam của các cậu bắt nạt người ta không đi học, nhưng hôm nay nhu nhu của bọn tôi cũng không đi học đây này. Trần Quân tìm thấy Lý Lê rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh cô ấy, dưới mắt cậu ta có quần thâm mắt hơi tái xanh, sau khi thẩm nhu rời đi vào tối hôm qua, cậu ta ầm ỉ một trận với Trần Thắng và Thẩm Tư, gần như không ngủ trần quân gọi cho thẩm nhu nhưng điện thoại không liên lạc được buổi sáng thẩm nhu lại không đến trường cậu ta đành phải tìm người có quen biết với thẩm nhu lý lê trần quân từng tìm lý lê một lần rồi lý lê trả lời rằng cô ấy cũng không biết cậu ta nói chị cho em mượn điện thoại của chị một lát đi em dùng điện thoại của chị gọi một cuộc có lẽ chị ấy sẽ bắt máy lý lê tức giận siết chặt bàn tay lại trần quân cậu có biết tôi vừa làm gì không tôi đang ra mặt nói chuyện cho nhu nhu cậu cũng ở nhà ăn cậu thấy chuyện đó sao cậu nói câu gì cậu nên nói cho bọn họ biết nhu nhu vô tội ấy vậy mà cậu chẳng nói gì hết cậu cứ nói thẳng ra cậu muốn tìm nhu nhu muốn liên lạc với nhu nhu cậu đã làm gì vì nhu nhu hay là trong những người bọn họ thảo luận có cả sở lam nên cậu không đứng ra cô ấy tiếp tục tôi biết lý do tại sao cho dù cậu nhận sai với nhu nhu thì nhu nhu cũng không đồng ý tha lỗi cho cậu Trần Quân, em ra ngoài trường đợi, chị ấy nhất định phải đi học. Lý Lê nghĩ đến Giang Triều, nếu như là Giang Triều thì sẽ bảo vệ Thẩm Nhu một cách ngang ngược, sẽ không để người ta chửi mắng Thẩm Nhu. Lý Lê lặng lẽ lấy điện thoại ra rồi đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình. Lý Lê vì Thẩm Nhu và Giang Triều mà cứ có thời gian rảnh là đăng lên Weibo một loạt các bài vẽ theo nhiều kỳ về hai người họ, cũng chỉ xử lý một số thông tin không rõ ràng. Bây giờ Weibo của cô ấy đã có mấy chục nghìn người theo dõi. Rất nhanh sau đó, Lý Lê đăng một bài viết mới lên. Vì người hứa hẹn, hôm nay cũng là một ngày tôi cảm động vì CP của tôi, CP của tôi ngọt nhất, nắm chặt tay. Bài ủi bộ này vừa được phát ra đã có rất nhiều người bình luận. A a a a mau cập nhật đi nào. Tôi cảm thấy thứ khiến tôi không thích nhất trong bức vẽ này là tại sao bố mẹ nữ chính lại thích chị họ của nữ chính hơn chứ, còn thật lòng thích chị ta nữa. Cho dù em trai nữ chính vẫn luôn lấy lòng nữ chính nhưng cũng chẳng cần loại em trai này đâu tôi nghe nói những bài vẽ này là chủ nhà vẽ từ câu chuyện người bạn bên cạnh mình kiểu tình yêu thần tiên này là thật đó tôi nghi ngờ chủ nhà chỉ đang tạo hiệu ứng cp thôi vì sở lam mà sở hồng không đến công ty ông ta khuyên nhủ đã bắt đầu marketing rồi tiếp thị theo hướng hoa khôi quốc dân đến lúc đó cho dù thẩm nhu diễn kịch thắng cuộc thi cũng không sánh bằng con còn chuyện ghi âm bố cũng giải quyết chuyện đó cho con rồi chuyện ghi âm lần này khá là khó giải quyết nhất định phải tìm một lý do hợp lý mới được nếu không thì sở hồng không dám marketing cho sở lam bây giờ chỉ đang dỗ cô ta mà thôi đi ra khỏi phòng sở lam sắc mặt sở hồng hơi trầm xuống sao con bé này lại có thể làm ra chuyện đó kia chứ tìm thẩm tư đi học phụ huynh hộ còn chạy tới chỗ thẩm nhu khoe khoang cho dù con bé ghét thẩm nhu đến đâu thì cũng không nên làm mấy hành vi này thẩm hương biết chồng mình tức giận thật rồi tính trẻ con nó thế để em nói chuyện hẳn hoi với con bé giọng bà ta càng ngày càng nhỏ anh thương con gái đã lớn thì không thể mặc kệ không quan tâm không giải quyết mấy lời đồn nhảm trong trường thì con bé đi học kiểu gì con bé cũng biết mình sai rồi chẳng phải hôm qua về xin lỗi chúng ta luôn đó sao đợi đến khi sắc mặt sở hồng đã dịu đi không ít thẩm hương hỏi rốt cuộc phải làm sao bây giờ không đến trường thì sẽ lỡ rất nhiều bài vở sở hồng vút sống mũi mình anh đã tìm công ty chuyên về quan hệ công chúng Lát nữa bọn họ sẽ gửi phương án cho anh rồi anh chọn một cái thích hợp. Ông ta lại hỏi, còn con bé Thẩm Nhu. Thẩm Hương chẳng có chút thiện cảm nào với Thẩm Nhu, ngay cả khi đó là đứa trẻ mà bà ta giỏi theo từ bé đến lớn, hôm qua bỏ nhà ra ngoài, bảo là muốn cắt đứt quan hệ với Thẩm Tư và Trần Thắng. Sở Hồng, hai người họ quả thật là suy cho cùng đó cũng là em gái và em rể của vợ mình, đạo đức văn hóa của Sở Hồng giúp ông ta nhịn xuống không nói tiếp. Cái việc bọn họ thích đứa con của ông ta có tính là gì đâu, ông ta biết thẩm tư và Trần Thắng muốn lấy lòng ông ta để lấy được ít dự án, nhưng mà không cần phải làm đến mức này, quả thực không bình thường, đúng là thần kinh hết lượt, sở hồng, em bảo sở lam qua lại với bọn họ ít thôi. Rất nhanh sau đó, sở hồng nhận được tổng cộng 6 bản kế hoạch, ông ta xem qua một lượt cả 6 cái rồi lựa chọn ra một cái cần sở lam xin lỗi, ông ta cảm thấy đó là biện pháp tốt nhất để giải quyết mọi chuyện trên bản kế hoạch cũng viết rõ mặt lợi và mặt hại sau khi thực hiện từng bước việc quan hệ công chúng và cả việc bọn họ sẽ dẫn dắt dư luận thế nào buổi chiều thẩm nhu vừa đến cổng trường đã gặp phải trần quân vẫn luôn chờ ở đó trần quân thấy thẩm nhu cầm trà sữa trong tay giang triều đi phía sau cầm cặp sách giúp cô đằng sau nữa còn có tần lễ và lý thâm một người thì xách túi đồ ăn cho cô còn một người thì kể chuyện hài chọc cô cười trần quân còn gì đó chưa hiểu hôm qua thẩm nhu đi với giang triều buổi sáng hôm nay cô không lên lớp cũng vì cô và giang triều ở cùng nhau nhưng cậu ta không dám tiếp tục nói giang triều không phải người tốt trần quân tiến lên anh chu tự nói muốn gặp chị thẩm nhu dừng bước nhìn trần quân không lên tiếng trần quân biết nếu thẩm nhu đồng ý gặp chu tự thì vị trí chu tự trong lòng cô có sự khác biệt nhưng nghĩ đến lý do vì sao chu tự trong lòng cô lại có điểm khác thì trần quân đứng im tại chỗ rất lâu mới bừng tỉnh lại giang triều không nhắc đến chuyện chu tự muốn gặp thẩm nhu cậu đưa thẩm nhu đến cửa phòng học đưa cặp sách cho cô rồi trở về đi học tần lễ bạn bè quan tâm nhau thôi cậu đừng nghĩ nhiều giang triều cười khẩy một tiếng không nghĩ nhiều chỉ không ngủ được thôi cuối cùng lý lê cũng đợi được đến lúc giải lao cô ấy nói nhỏ với thẩm nhu 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 cậu không cần thích em trai cậu nữa đâu trưa nay tớ ở nhà ăn gặp phải cậu ta có người nói sở lam đáng thương nói hành vi của sở lam là có lý do cậu ta chẳng nói giúp cậu câu nào giọng thẩm nhu rất nhẹ các dự án của trần thắng đều dựa vào nhà họ sở mới lấy được cậu ta sẽ không nói giúp tớ đâu đối với chuyện chu tự muốn gặp mình thẩm nhu cũng rất muốn biết chu tự muốn gặp cô để nói chuyện gì thẩm nhu mở điện thoại di động lên tìm thấy tin nhắn của chu tự trong đó trả lời lại rồi chăm chú nghe giảng học bài xung quanh có không ít bạn cùng lớp đang lười biếng lặng lẽ quan sát thẩm nhu biểu cảm trên mặt thẩm nhu chẳng hề thay đổi chút nào mọi người cũng cảm thấy mất mặt nên không có ai âm thầm nhìn thẩm nhu nữa cuối cùng cũng đến lúc tan học lúc thẩm nhu đi ra khỏi trường thì gặp giang triều thẩm nhu đi tới gần thì ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt cô chỉ vào quán cà phê đối diện trường tớ và chu tự hẹn gặp ở bên đối diện lát nữa sẽ trở lại đôi mắt đen nhánh của giang triều nhìn thẳng vào cô lần này không đi được không chu tự đi ra khỏi trường trước thẩm nhu cậu ấy ngồi trong quán cà phê đợi thẩm nhu thấy Thẩm Nhu và Giang Triều đứng cạnh nhau thì chủ động đi ra ngoài đứng ở cửa quán chào Thẩm Nhu, cô muốn đối xử tốt với Giang Triều hơn, Thẩm Nhu, Giang Triều. Giang Triều, hả? Cậu ấy không cao bằng cậu, không đẹp trai bằng cậu. Tớ không đi gặp cậu ấy nữa, chúng ta về nhà đi. Giọng Thẩm Nhu vừa trong trẻo vừa mang theo âm cuối, khiến người ta cảm thấy khô nóng, Thẩm Nhu vừa ngồi lên xe Giang Triều. Giang Triều quay lại nâng mặt cô lên, lặp lại lần nữa đi, vừa nãy ông đây không ghi âm. Thẩm Nhu nhìn Giang Triều, cậu ghi âm làm gì? Giang Triều nhếch miệng lên trả lời, trốn trong chăn lén lúc vui vẻ, được không? Thẩm Nhu, đời trước Thẩm Nhu và Giang Triều chung chăn chung gối, tay ấp má kề mà chẳng thấy Giang Triều lén lúc vui vẻ lúc nào cả, nghĩ như vậy, Thẩm Nhu nói, Giang Triều, cậu nghe bản ghi âm của tớ mà lại muốn trốn trong chăn âm thầm vui vẻ? nếu như tớ chung chăn chung gối với cậu thì liệu cậu có vui đến điên luôn không? Thẩm Nhu nhận ra bàn tay Giang Triều nâng mặt cô rung lên, bàn tay cô nằm yên xe siết chặt lại rồi buông lỏng ra, mặt ửng đỏ nóng bừng, chỉ tự trách mình nhanh miệng, ngón tay hơi thô ráp lướt qua gương mặt Thẩm Nhu, Giang Triều nhanh chóng thả tay ra rồi ngồi lên vị trí đằng trước Thẩm Nhu, khởi động xe, bỏ lại luồng khí thải, từ đầu đến cuối hai người đều không nhìn đến Chu Tự đang đứng bên đối diện chờ Thẩm Nhu. Thẩm Nhu để gió thổi vào mình cho tỉnh táo hơn, cô nắm áo Giang Triều, giọng nói mềm mại, "Giang Triều, cậu quên hết mấy lời tớ vừa nói đi nhé." "Giang Triều, Thẩm Nhu, em nghĩ tôi là não cá vàng sao?" Trở lại chung cư, Thẩm Nhu nhanh chóng đi rửa mặt, lúc cô đi ra thì thấy Giang Triều và Lý Thâm Định đi ra ngoài, "Giang Triều, tôi đi siêu thị mua đồ, em và Tần Lễ học bài đi." Cậu liếc mắt nhìn Tần Lễ một cái trông khá là cáo kỉnh định lát nữa về làm mấy bộ đề thi. Giang Triều lại hỏi, em muốn ăn gì? Thẩm Nhu không đặc biệt thích ăn gì cả nhưng Giang Triều đã cầm bút đứng đó chờ ghi lại thứ cô muốn ăn. Thẩm Nhu nghĩ tới nghĩ lui rồi mới nói ra mấy thứ. Thẩm Nhu đi ôn bài với Tần Lễ. Mấy ngày này tiếp xúc với nhau, Thẩm Nhu cảm thấy nếu Tần Lễ nghiêm túc làm bài thi hơn một chút thì chưa chắc vị trí đứng đầu trường đã thuộc về Chu tự. Thẩm Nhu ngồi trước bàn trà làm bài thi một cách nghiêm túc, Tần Lễ chẳng có tâm trạng. Cậu ta biết làm mấy cái này hết rồi, lên lớp còn chẳng học chứ huống chi là ôn tập, vì thế cậu ta hơi mất tập trung. Tần Lễ, Thẩm Nhu, chúng ta chơi game đi, đọc từ mới, ai thua thì phải trả lời một vấn đề. Thẩm Nhu, hai người nhìn nhau, tại sao ngài lại coi tôi là kẻ ngu si? Cái này, không dám không dám. Thẩm Nhu ngồi đàng hoàng, cầm cốc nước trước mặt uống một hớp, cậu muốn hỏi cái gì cứ hỏi thẳng luôn đi. Tần Lễ rất thông minh, cậu ta chỉ muốn thăm dò thẩm nhu, thẩm nhu để cậu ta hỏi thẳng có nghĩa là cô có thể trả lời được gì thì sẽ trả lời cậu ta. Tần lễ im lặng một lúc mới hỏi, cậu có thể nói cho tôi biết cái ngày mà cậu từ nhà họ trần chuyển đến đây đã xảy ra chuyện gì không? Thẩm nhu trả lời vô cùng thản nhiên, ung dung, lúc Giang Triều đưa tôi về thì bọn họ đang cãi nhau, tôi muốn về phòng mình nhưng Trần Thắng lấy cốc giữ nhiệt ném về phía tôi. Có lẽ ông ấy cực kỳ tức giận vì chuyện sở lam đã làm, vì thế nói tại sao tôi không cút ra khỏi cái nhà đó, tôi dứt khoát cắt đứt quan hệ với bọn họ luôn. Cô nói tiếp, Trần Quân xin tôi ở lại nhưng tôi không để ý đến thằng bé. Tần Lễ không biết đáp lại thế nào, cậu ta nói, cậu yên tâm, sau này tôi sẽ coi cậu là em gái tôi mà thương yêu. Nói xong, cậu ta thấy Thẩm Nhu muốn lấy nước bèn nhanh chóng đẩy về phía trước giúp Thẩm Nhu. Thẩm Nhu há miệng, cuối cùng im lặng uống một ngụm. Ở siêu thị, Giang Triều mua hết những thứ thẩm nhu muốn ăn, ngoài ra cứ nhìn thấy hoa quả hay đồ ăn vặt ngon là vứt vào giỏ hàng, cậu nhận được cuộc gọi từ ông cụ Giang là lúc đang mua thức ăn, dưa hấu giá đặc biệt. Rau chân việc này rất tươi đó. Anh Triều, chúng ta có cần mua cá không? Ông cụ Giang nghe tiếng từ đầu dây điện thoại bên kia, vỗ lòng ngực mình. Giang Triều, cháu đang mua thức ăn ở đâu vậy? Giang Triều đã rất lâu rồi chưa về chỗ ông cụ Giang, trước kia... Cứ cách một khoảng thời gian là Giang Triều lại về thăm ông cụ Giang một ngày, lần này ông cụ Giang gọi điện thoại tới chính là vì muốn hỏi Giang Triều có còn nhớ tới ông nội cậu hay không. Giang Triều cầm một túi rau cải được đóng gói sạch sẽ ném vào giỏ hàng rồi hỏi: "Ông nội, ông có biết khen người khác không?" Trong trí nhớ của mọi người, ông cụ Giang là người vô cùng nghiêm túc, mọi người đều chủ động lấy lòng ông ấy, Giang Triều chưa từng thấy ông cụ Giang nhỏ nhẹ khen ngợi ai bao giờ cho dù có khen thì cũng chỉ nói mấy câu đơn giản, Giang Triều, có lẽ lần sau cháu về sẽ dẫn theo một người bạn. Cậu công môi, rất đáng yêu, có khả năng cháu gặp ông sẽ không nhịn được khen cô ấy trước mặt ông, ông cũng giúp cháu khen vài câu nhé. Nhưng mà thật ra, cháu hy vọng ông thực sự yêu thích cô ấy từ tận đáy lòng. Ông cụ Giang nghe vậy thì dùng sức vỗ ngực, Giang Triều, cháu về đi, cháu mà về ông đảm bảo không đánh cháu. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Ông cụ Giang mắng Giang Triều một trận với quản gia, quản gia đã ở cạnh ông cụ Giang nhiều năm, lập tức đứng về phía ông cụ Giang, cùng mang một mối thù chung, cậu chủ quả thực có hơi quá đáng, thế mà lại bắt ngài làm chuyện như vậy, có phải ngài đã hung hăng từ chối cậu ấy rồi không? Ông cụ Giang càng tức hơn, "Không, tôi đồng ý rồi." "Quản gia." Ông cụ Giang nhấp một ngụm trà rồi nói một cách sâu xa, "Tôi không đồng ý thì có lẽ tuần này thằng bé chẳng chịu về." không phải khen người ta thôi sao ông cũng biết không phải không biết lúc tôi gặp đứa nhỏ nào cần khen thì cũng chỉ khen vài ba câu rồi cho lì xì giang triều khen người bạn đó tôi bèn hùa theo giang triều nói rất đúng sau đó rút một bao lì xì thật lớn ra quản gia hỏi chuẩn bị tiền lì xì khoảng bao nhiêu thì thích hợp ông cụ giang cứ dựa theo tiền lì xì bình thường cho giang triều đi trong siêu thị lý thâm nghe thấy giang triều nói chuyện điện thoại bị hành động của Giang Triều dọa cho ngây người, cậu ta hỏi, anh Triều, cậu định dẫn chị dâu nhỏ tới gặp ông cụ Giang sao? Giang Triều nhìn Lý Thâm cầm chai rượu, cao mày hỏi, cậu cầm gì thế kia? Lý Thâm, rượu đó, sao vậy? Rất nhanh sau đó, Thẩm Nhu, Tần Lễ và Lý Thâm đều nhận được một tin nhắn, là Giang Triều gửi, Giang Triều, trong căn hộ không được uống rượu, hút thuốc, nếu không squat 300 cái M, Tần Lễ, Lý Thâm. Tần lễ, thẩm nhu, cậu làm gì anh triều rồi, viết thành sách đi. Thẩm nhu chẳng hiểu gì chớp mắt một cái, tần lễ đứng lên ngay lập tức, không cần viết sách, cậu ta biết rồi. Giang triều và Lý Thâm sách theo túi lớn túi nhỏ trở về, Giang triều đi nấu cơm, tần lễ nhìn Lý Thâm ngồi với thẩm nhu, lúc này mới đứng dậy đi vào nhà bếp, Giang triều cầm cái xẻng vô cùng thành thạo hỏi, biết rồi sao? Tần lễ, Trần Thắng, lúc thẩm nhu về Trần Thắng ném cốc giữ nhiệt vào thẩm nhu, có lẽ cốc giữ nhiệt rơi xuống, nước nóng bên trong làm bỏng chân thẩm nhu. Giang Triều cười lạnh, tôi biết rồi. Bởi vì Giang Triều nấu cơm rất ngon nên thẩm nhu ăn nhiều hơn một chút, mặc dù Giang Triều nói trong nhà 11 giờ phải tắt đèn đi ngủ nhưng thẩm nhu 10 giờ mới về phòng tắm rửa, Lý Thâm ngồi xuống cạnh tầng lễ, hơi kích động, lúc ở siêu thị, ông cụ Giang gọi điện cho anh Triều, hình như anh Triều muốn dẫn thẩm nhu về, ông cụ Giang. Trước kia Tần Lễ từng gặp ông cụ Giang, sau đó dùng tư cách bạn bè của giang triều gặp ông ấy thêm mấy lần cậu ta nghĩ tới điều gì đó bỗng bật cười lý thâm cậu nói xem anh triều có ý gì đây còn chưa theo đuổi chị dâu nhỏ thành công mà đã đưa chị dâu nhỏ về gặp ông cụ giang chị dâu nhỏ có đồng ý không chứ tần lễ lý thâm sau này tốt nghiệp thì chăm chỉ đi theo tôi và anh triều nhé cậu chẳng thông minh tẹo nào không thích hợp chiến một mình đâu lý thâm thẩm nhu tắm xong đi ra vừa lau tóc vừa nói chuyện điện thoại với lý lê lý lê nhu nhu cậu ở chỗ giang triều có quen không có tiện không có muốn ở với tớ không ngoài việc làm bánh ngọt rất ngon bố tớ nấu cơm cũng rất ngon cậu đến ở với tớ còn có thể ôn bài cùng nhau nữa thẩm nhu không cần đâu tớ ở chỗ giang triều cũng khá quen rồi lý lê lại hỏi vậy cuối tuần cậu tới chỗ tớ ôn bài nhé thẩm nhu trả lời cuối tuần tớ muốn đi tìm thầy tôn dạy tớ chơi piano trước kia tớ muốn hỏi thầy ấy có cần giáo viên dạy piano nữa không lần trước tớ tới đó thấy cửa hàng thầy ấy mở rất nhiều lớp có cả lớp thiếu niên tớ không thể dạy cho người lớn nhưng có thể dạy nhóm thiếu niên lý lê định nói gì nhưng thẩm nhu nói trước tớ thích đàn piano cứ coi như tớ luyện tập thêm thôi mà giang triều đứng ngoài cửa lùi về sau mấy bước đợi một lúc rồi mới gõ cửa thẩm nhu giang triều phải tắt đèn rồi sao giang triều cuối tuần này ông nội tôi muốn gặp em em không cần căng thẳng tần lễ và lý thâm cũng tới nếu như em không muốn thì cũng không sao hết ông cụ giang đời trước thẩm nhu luôn đối chọi với giang triều nhưng quan hệ giữa cô và ông cụ giang rất tốt ông cụ giang cũng đối xử với cô rất tốt còn vì cô mà đánh giang triều cầm gậy đuổi theo giang triều bắt giang triều xin lỗi cô cuối tuần thẩm nhu hẹn sở thừa cô không định qua lại gì với nhà họ trần và nhà họ sở nữa chỉ đồng ý với sở thừa ăn một bữa cơm với cậu ta thẩm nhu không muốn thất hẹn nếu như cô đi gặp ông cụ giang với giang triều thì có lẽ tuần này không thể đi tới cửa hàng đàn của thầy tôn được cũng không sao hết cô để đến cuối tuần sau đi cũng được cửa hàng đàn hoạt động kinh doanh tích hợp bán nhạc cụ và đào tạo dạy chơi nhạc cụ em không cần được lúc giang triều phải đi ra Ánh mắt cậu lướt qua cái giường có chút lộn xộn của Thẩm Nhu, Thẩm Nhu quay người nhìn theo, cửa trực tiếp đóng lại rầm một tiếng, gò má ửng đỏ, Thẩm Nhu nằm trên giường lăn qua lăn lại một vòng, ông lấy chăn rồi tắt đèn đi ngủ. Giang Triều đứng ngoài ban công hóng gió, lúc đi vào thấy Lý Thâm vẫn đang chơi game còn không quên nói, cuối tuần các cậu và cả Nhu Nhu về nhà với tôi đó. 11 giờ, tất cả mọi người tắt đèn đi ngủ, Giang Triều bị mất ngủ cậu chẳng dám nghĩ tới chuyện chung chăn chung gối với thẩm nhu thế mà thẩm nhu lại nói ra câu đó cho dù do cô nhanh mồm nhanh miệng nói ra thì chắc hẳn trong lòng cô cũng không ghét cậu đâu nhỉ nếu như cô ghét cậu thì sao lại nói ra câu đó được bởi vì cứ nghĩ miên man như thế lúc giang triều buồn ngủ thì trời đã sáng giang triều tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra khỏi phòng thẩm nhu hôm qua đi muộn được giang triều xin nghỉ cho cũng dậy từ sớm hai người đẩy cửa phòng ra nhìn thấy nhau thẩm nhu muốn quay lại phòng theo bản năng Giang Triều nhanh chóng vươn tay chặn cửa lại không để Thẩm Nhu đóng cửa, em chạy gì chứ, em lại muốn cứ thấy tôi là bỏ chạy như lúc trước sao? Thẩm Nhu, không phải đâu. Giang Triều kìm nén ý nghĩ muốn xoa má Thẩm Nhu, em yên tâm, ông đây quên cả rồi, chẳng nhớ gì hết. Thẩm Nhu, Thẩm Nhu vừa đến trường đã bị cô Lý gọi vào văn phòng. Cô Lý, sở Lam muốn công khai xin lỗi em trên lớp, thừa nhận sai lầm của bản thân vào hôm thứ hai. Hôm qua Sở Hồng liên hệ với cô Lý nói Sở Lam đã biết mình sai rồi, để thể hiện sự thật lòng hối lỗi, đồng ý công khai xin lỗi ở lớp Thẩm Nhu. Cô Lý khuyên nhủ: "Nếu em ấy thật lòng xin lỗi thì em nhận lời xin lỗi đó đi, bây giờ em mới lớp 12, ngày tháng sau này còn rất dài." Ý ở ngoài lời, hoàn cảnh lúc này của Thẩm Nhu không thích hợp để tiếp tục giằng co không dứt với Sở Lam, bây giờ cô vẫn còn đang đi học, sau này còn rất nhiều thời gian không cần vì chuyện này mà trễ nải việc học hành của mình, Thẩm Nhu, em cảm ơn cô à. Thẩm Nhu đi ra khỏi văn phòng của cô Lý, mấy thầy cô trong văn phòng nêu ý kiến của bản thân về việc này. Tôi nghe giáo viên chủ nhiệm của Sở Lam nói, em ấy vẫn xin nghỉ đến thứ hai, có lẽ là em ấy xin lỗi là để quay lại học không bị khó xử. Em ấy xin lỗi thì liệu bố mẹ Thẩm Nhu có càng ghét Thẩm Nhu hơn không? Ít nhất thì sau này bọn họ ở trường, ngoài mặt sẽ đối xử tốt với thẩm nhu từ trước đến nay sở lam chưa từng nghĩ đến việc thẩm nhu luôn phải nhón chân ngước nhìn mình lại có thể gây ra nhiều chuyện như thế bây giờ cô ta còn phải xin lỗi thẩm nhu trước mặt toàn thể các bạn lớp thẩm nhu ngoài ra cô ta còn cần giải thích với các bạn lớp mình điều này khiến cô ta cảm thấy bị sỉ nhục trong tay sở lam là tờ giấy ghi những lời cần nói khi xin lỗi cô ta xé nát toàn bộ rồi ném vào thùng rác lúc chu tự đi tới sở lam đang ăn trưa đối diện với một bàn món ngon sơn hào hải vị mà chẳng muốn ăn cô ta thấy sắc mặt chu tự thay đổi sở lam anh chu tự thứ hai tới em phải đi xin lỗi thẩm nhu anh có thể đi cùng em không động tác chu tự cứng đờ lại cậu ấy nhẹ nhàng ngồi xuống tại sao sở lam tỏ vẻ yếu đuổi đáng thương nói tính cách thẩm nhu không còn như trước nữa em nghe nói cô ta chủ động cắt đứt quan hệ với nhà họ trần em xin lỗi cô ta chưa chắc cô ta đã chịu nhận em lo lắng cô ta sẽ làm mấy hành vi quá khích, nhưng nếu như anh đi cùng em thì lại khác. Chu Tự, Sở Lam, cô ấy không thích tôi, cô dùng tôi không thể trả miếng cô ấy được đâu. Sau một trận hoảng loạn rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, Sở Lam hỏi với vẻ không thể tin, anh Chu Tự, anh đang nói gì vậy? Chu Tự, xin lỗi. Đời trước không xảy ra chuyện này, trong suốt khoảng thời gian học cấp 3, Thẩm Nhu vẫn luôn sống yên lặng qua ngày sau lần cô đưa thư tình cho chu tự cô bị người ta cười nhạo trên diễn đàn ở trường mặc dù rất nhanh sau đó toàn bộ bài viết liên quan đến cô trên diễn đàn trường đều bị xóa bỏ nhưng vẫn có rất nhiều người biết cô đưa thư tình cho chu tự rồi bị từ chối từ đó cô gần như không tiếp xúc với người khác nữa cũng rụt rè âm trầm hơn lúc này sở lam vẫn là nhân vật nổi tiếng trong trường là hoa khôi mà mọi người công nhận có con nhà giàu sang quyền thế vẻ ngoài xinh đẹp khiến người ta muốn mà không có được vẫn luôn dịu dàng hòa nhã chu tự cũng luôn nhìn sở lam trong dáng vẻ ấy thẩm nhu tung ghi âm của sở lam ra khiến lớp kính lọc mà người khác nhìn cô ta vỡ nát nếu như không có sự việc thẩm nhu tung ghi âm ra có lẽ chu tự sẽ không nghi ngờ những lời sở lam nói lúc này nhưng bây giờ chu tự sẽ bất giác phỏng đoán về sở lam càng đoán càng ngạc nhiên lúc đi ra khỏi biệt thự nhà họ sở đã trở nên hoảng hốt thẩm hương và sở hồng về nhà biết cả ngày hôm đó sở lam gần như không ăn ít cơm nào thì phát sầu thẩm hương gọi Trần Quân đến đây, bảo thằng bé đi khuyên, quan hệ chúng nó vẫn luôn không tệ, sở Lam sẽ nghe thằng bé. Thẩm Hương cầm điện thoại gọi cho Trần Quân, bà ta cười nói, Trần Quân, cả ngày hôm nay sở Lam không ăn gì cả, cháu tới khuyên con bé đi, mấy ngày tới cháu cứ ở lại đây, trước đó đã bảo cháu qua bên này ở một thời gian rồi mà mãi chưa tới. Giọng Trần Quân quể oải, cháu không đi được, cháu muốn đi khuyên chị cháu về nhà, để cháu gọi điện thoại cho chị họ khuyên chị ấy à? Điện thoại đã ngắt. Thẩm Hương đau lòng cho con gái nên nói, thằng bé Trần Quân nói không tới, thằng bé muốn khuyên chị nó về nhà. Suy cho cùng thì cũng là chị em ruột, Sở Lam sao có thể sánh được kia chứ? Sở Lam từ trên tầng đi xuống tức giận đến run người. Ngay cả Trần Quân cũng đứng về phía Sở Lam đúng không? Mặt trời đã ngã về tây. Thẩm Du ngồi trên ghế ở sân bóng rổ nhìn đám Giang Triều chơi bóng, bởi vì sắp đến cuối tuần mọi người đều thấy mệt mỏi đã lâu nên đến đây thả lỏng một chút chơi với đám giang triều là một đội khác nhưng rõ ràng trình độ không thể so với đám giang triều mới một lúc đã không biết thua bao nhiêu quả rồi cuối cùng chạy biến mất tiêu mẹ giang triều điên rồi sao bình thường đâu thấy cậu ta chơi hăng thế tôi cảm thấy giang triều không muốn chơi bóng mà muốn đánh chúng ta ôi 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 đều tại tôi hôm nay tôi lên lớp hẹn người ta chơi bóng có phải vì giang triều thấy tôi không học học tập chăm chỉ không Cả nhóm người nhăn mặt đau khổ, rốt cuộc Giang Triều muốn thế nào chứ? Bây giờ cả lớp bọn họ đều tập trung nghe giảng ghi bài, cậu không thể bắt lớp bọn họ dành vị trí đầu trong khối nữa đâu nhỉ? Một trận bóng kéo dài mười mấy phút rồi kết thúc, dễ thấy Lý Thâm chưa chơi đã vẫn đứng ở sân ôm quả bóng rổ, thực sự thấy hơi nóng, cậu ta muốn vén áo thể thao của mình lên, Giang Triều ném một cái áo khoác tới trước mặt cậu ta, "Giang Triều, mặc vào." Lý Thâm, cậu ta chọn quay về học bài tần lễ đi mua nước về cậu ta nói coi thẩm nhu như em gái mà thương yêu quả thực định làm thế thật từ đó về sau cậu ta đưa một chai nước cho thẩm nhu trước rồi mới đưa cho giang triều và lý thâm trần quân đứng từ xa nhìn về phía bọn họ thẩm nhu ở chỗ bọn họ lại được mọi người vây quanh yêu thích như thế không biết thẩm nhu muốn nói gì với giang triều mà giang triều còn chủ động ghé tai lại nghe cô nói cậu ta đứng đó chỉ cảm thấy bản thân rất lạnh rất lạnh thẩm nhu không cần cậu ta nữa cũng không thích chu tự bây giờ cậu ta đứng đây thẩm nhu cũng chẳng cho cậu ta một ánh mắt trước đây chỉ cần cậu ta xuất hiện thẩm nhu luôn dùng đôi mắt lấp lánh nhìn cậu ta cười với cậu ta thậm chí bây giờ trần quân không dám bước lên trước cậu ta biết cho dù cậu ta đi qua đó thì thẩm nhu sẽ không đếm xỉa tới cậu ta thậm chí có khi cô còn nói cậu ta không phải em trai cô nữa thẩm nhu nói giang triều ngày mai chúng ta qua nhà ông nội cậu lát nữa tớ muốn đi mua tặng ông ấy một bộ cần câu cô biết ông cụ Giang thích câu cá, dẫu sao thì đời trước ông cụ Giang còn muốn hẹn Thẩm Nhu đi câu cá, ông ấy nói câu cá giúp người ta tĩnh tâm nhất, lúc đó ông cụ Giang không phải không muốn giúp Thẩm Nhu mà là không biết giúp thế nào, Giang Triều vì Thẩm Nhu mà sắp phát điên, quan hệ giữa cô, Sở Lam và cả Chu Tự càng không giải thích rõ được, có lẽ là do ánh mắt Trần Quân quá đổi chăm chú, cuối cùng Thẩm Nhu cũng liếc qua chỗ Trần Quân một cái khi cô phải đi về, Trần Quân giơ tay chào Thẩm Nhu, vẻ mặt lạnh nhạt của thẩm nhu khiến động tác của trần quân cứng đờ sáng sớm ngày thứ bảy nhóm người giang triều khởi hành tới nhà tổ nhà họ giang mà ông cụ giang đang ở để gặp ông cụ giang mà thẩm nhu đặc biệt chọn mặc một bộ váy màu trắng tinh khiết điểm hoa anh đào màu đỏ trông vừa ngọt ngào vừa đáng yêu bởi vì nhà tổ nhà họ giang hơi xa nên giang triều tự lái xe đi thẩm nhu ngồi ở ghế lái phụ nhà tổ nhà họ giang có diện tích rất lớn gần như có thể so sánh với tổng diện tích của một khu biệt thự phổ thông Giang Triều trực tiếp lái xe vào trong thêm khoảng 6, 7 phút mới dừng lại bên đài phun nước, quản gia đã chờ ở đó từ lâu, ông cụ Giang đã gọi điện thoại hỏi không biết bao nhiêu cuộc, ông ấy vừa thấy xe dừng lại cái là nhanh chóng tươi cười, Thẩm Nhu định mở cửa xe ra thì bị Giang Triều giữ lại, Giang Triều tự mình xuống xe, không để ý tới sự niềm nở của quản gia nhà họ Giang, tự mình mở cửa xe cho Thẩm Nhu để Thẩm Nhu bước xuống, lúc đó mới giới thiệu, đây là Thẩm Nhu. Quản gia dừng lại một chút thái độ đối với thẩm nhu càng tốt hơn ông ấy cười nói cô thẩm ông cụ giang cầm gậy đanh mặt lại ông ấy lớn tuổi ngần này rồi vì để gặp cháu trai mà học cách khen ngợi người khác quan trọng là còn phải nói hay ấy vậy mà ông ấy phải đợi từ sáng sớm đến giờ nếu một mình giang triều về thì ông ấy chắc chắn đánh cậu một trận rồi mới nói tiếp nghe thấy tiếng động bên ngoài ông ấy nở một nụ cười hòa nhã dễ gần thẩm nhu đi vào ông cụ giang cười thật lòng hơn một chút vốn dĩ thẩm nhu đã có vẻ ngoài khiến người ta yêu quý đứng giữa đám nhóc tranh kia càng khiến người ta thích hơn thẩm nhu đặt bộ cần câu mà mình mua lên trước mặt ông cụ giang cháu chào ông giang ạ à. lần đầu gặp mặt đây là quà cháu biểu ông ạ à. ông cụ giang được 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 đây là cần câu nhỉ đúng lúc gần đây ông rất thích câu cá giang triều chu đáo chứ ông cụ giang chu đáo chu đáo lắm cô bé này vừa xinh xắn vừa đáng yêu tính cách lại tốt vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích rồi, lại nói chuyện với ông Giang nào. Giang Triều ngồi bừa xuống một chỗ nào đó, khen ngợi, cháu chưa từng gặp cô gái nào ngoan hơn cô ấy. Còn không phải sao, ông cũng vậy. Tính cách điềm đạm, Chính chắn, nhìn một cái đã biết sau này ắt sẽ làm nên chuyện lớn. Đứa nhỏ này giỏi đó. Hai người kẻ sướng người họa, thẩm nhu duỗi chân ra đá nhẹ Giang Triều một cái, Giang Triều cũng duỗi chân ra đụng lại cô, Thẩm Nhu quay lại chớp mắt với cậu, Giang Triều rủ mắt mỉm cười, Giang Triều, ngoài sân có vườn trái cây, em có muốn đi xem thử không? Thẩm Nhu, có. Trước khi đi ra ngoài, ông cụ Giang bảo quản gia cầm tiền lì xì cho Thẩm Nhu, ông ấy cười hít mắt nói, cầm đi, đừng từ chối, ông gặp Tần Lễ và Lý Thâm đều cho cả, chúng nó còn chẳng mua cần câu cho ông cơ. Lý Thâm, vân vân vân, đám nhóc tranh chúng cháu sao có thể so với Thẩm Nhu được chứ? con người ấy à có những lúc chỉ coi trọng lần gặp đầu tiên thôi ông cụ giang rất thích thẩm nhu cô bé này vừa nhìn đã khiến người ta thương thấy thẩm nhu và tần lễ đi ra ngoài ông cụ giang mở cần câu mà thẩm nhu tặng ông ấy ra cảm thấy bộ cần này không tệ còn định lát nữa đi câu ông ấy sẽ dùng thử cái này luôn giang triều không ra ngoài ông cụ giang hừ lạnh một tiếng hôm nay ở lại đây lát ông đi câu cá tối phải làm bữa cá cho các cháu trang viên này rất rộng một mình thẩm nhu ở một căn nhà cũng được luôn ấy, Giang Triều vân một tiếng rồi định đi ra ngoài, ông cụ Giang nhìn cần câu nói, ông mà có cháu gái như thẩm nhu thì tốt biết mấy. Giang Triều lại ngồi xuống, cười nói, nếu như cô ấy trở thành cháu gái ông thì nhà họ Giang hết người nối giỏi đó à. Ngay sau đó, cậu nghe tiếng ông cụ Giang hét một tiếng đầy nội lực, cút. Sau đó ông cụ Giang cầm gậy của mình đuổi đánh Giang Triều, đuổi tới tận vườn trái cây giang triều tăng nhanh tốc độ bỏ ông cụ giang lại đằng sau một đoạn rất xa ông cụ giang vẫn còn đang hét giang triều cháu đứng lại đó cho ông thẩm nhu biết ông cụ giang thường hay đuổi đánh giang triều nhưng hầu như đều vì giang triều đã làm chuyện gì đó cô thấy giang triều chạy tới bèn hỏi giang triều cậu làm gì rồi giang triều cười khẽ ông ấy đang thi chạy với tôi á nói thua thì tặng em một cái đàn piano thẩm nhu nhìn ông cụ giang đang thở hồng hộc lại nhìn sang giang triều chẳng đổ giọt mồ hôi nào ông cụ giang đứng tại chỗ thở hổn hển lặng im suy nghĩ quản gia chạy tới chủ tịch ngài nói xem ngài đuổi theo theo cậu chủ làm gì kia chứ cậu ấy thanh niên sức khỏe dồi dào ngài sao mà đuổi kịp được ông cụ giang tôi mà vẫn ở cái thời mười mấy tuổi ấy à chắc chắn thằng nhóc đó không đuổi kịp tôi nhưng mà ông nói có lý sau này không đuổi nữa trực tiếp đóng cửa đánh trong vườn có táo tàu giang triều muốn dẫn thẩm nhu đi hái táo ăn thẩm nhu ra hiệu bảo cậu chờ ông cụ giang một lát hai người đứng tại chỗ ông cụ giang biết bọn họ có ý đồ thì hừ lạnh một tiếng chạy gì mà chạy chạy rồi chẳng phải vẫn phải chờ tôi ở phía trước đó sao chủ tịch nói đúng ông cụ giang không nhanh không chậm đi qua đó lúc đi tới trước mặt giang triều và thẩm nhu mở miệng còn chưa kịp nói gì đã nghe giang triều nói ông thua rồi giao piano thẳng tới căn hộ của cháu là được Ông muốn mua piano thì cứ mua thôi, còn quanh co thi chạy với cháu, nhu nhu, cảm ơn ông." Thẩm Nhu cảm động, cô có thể nghĩ ra, chắc hẳn ông cụ Giang biết tin tức về cô, dù sao thì cô cũng đang ở cùng Giang Triều, "Cháu cảm ơn ông Giang ạ, à. làm phiền ông Giang muốn tặng một cái piano cho cháu mà còn phải nhọc lòng như vậy." "Ông cụ Giang, gậy của ông đâu? Gậy ông đâu rồi? Trong vườn nhà họ Giang trồng rất nhiều loại cây ăn quả." Những cây này đều do ông cụ Giang trồng, bình thường chăm sóc rất kỹ lưỡng, trái cây vô cùng thơm ngọt. Tần Lễ và Lý Thâm đã bắt đầu đóng gói, định mang một ít về ăn. Thẩm Nhu và Giang Triều cũng tham gia, Thẩm Nhu cười nhìn bọn họ hái trái cây. Cô cầm giỏ đứng một bên, đặt trái cây vào trong giỏ. Hơn một tiếng sau mọi người mới đi ra khỏi vườn. Ông cụ Giang thổi râu mép với Giang Triều, còn thái độ với cô bé ngoan ngoãn Thẩm Nhu lại rất tốt. Nhu Nhu ơi, đi câu cá với ông đi. Đúng lúc ông muốn dùng thử cần câu cháu mua tặng ông Thẩm Nhu cười Vâng ạ à. Chỗ câu cá không ở trong trang viên Phải lái xe đi đến cạnh bờ sông thả cần câu Ông cụ Giang muốn đi câu với Thẩm Nhu Quản gia đi bảo tài xế chuẩn bị xe Giang Triều đưa cho Thẩm Nhu ít hoa quả đã rửa sạch Câu cá chẳng thú vị gì Em thấy chán thì ngồi đó ăn hoa quả Nếu như không muốn chơi nữa thì gọi điện thoại cho tôi Tôi qua đón em Thôi bỏ đi Tôi đi cùng em luôn Giang Triều không phải một người dịu dàng, hóc mon nam tính tràn ngập từ đầu đến chân, nhưng cậu làm mấy chuyện này thì chu đáo, cẩn thận từng ly từng tí một, thẩm nhu nhìn cậu chẳng nói câu nào, Giang Triều cao mày thật chặt, Giang Triều, sao vậy, chê ông đây lãi nhãi hả? Thẩm nhu trả lời qua loa, không chê cậu lãi nhãi, chỉ cảm thấy là, Giang Triều à, giọng cậu dễ nghe thật đó. Giang Triều vương tay sờ ít hầu của mình, không nhịn được công khóe miệng lên, Lúc nói chuyện cố kiềm chế, "Tần, ừ, tôi biết rồi." Thẩm Nhu và ông cụ Giang xuất phát đến bờ sông câu cá, Thẩm Nhu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, bây giờ vẫn thấy khó mà tin nổi, từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ đến việc có một ngày cô và Giang Triều ở cạnh nhau thế này, thậm chí còn chơi chung với Tần Lễ và Lý Thâm, ông cụ Giang vẫn yêu quý cô như đời trước, nhưng khác biệt là bọn họ không phải phiền lòng vì Giang Triều nữa. "Ông cụ Giang, cháu biết câu cá không?" Thẩm Nhu cháu biết à? Ông cụ Giang lại hỏi, cháu biết chơi cờ tướng không? Đã rất lâu rồi Thẩm Nhu không chơi cờ tướng, trước khi cô từng học chơi từ ông cụ Giang, trước khi cô quen ông cụ Giang cô cũng biết cách chơi nhưng mà đánh rất tệ, Thẩm Nhu, ông Giang, lát nữa chúng ta câu cá thì cùng nhau chơi cờ tướng nhé ông. Điều này khiến ông cụ Giang vô cùng vui vẻ, được được được. Vừa đến bờ sống ông cụ Giang đã lấy cờ tướng ra rồi lại mở ô, lấy ghế ra với Thẩm Nhu, cuối cùng đặt cần câu thật tốt, hai người lần lượt ngồi xuống cái ghế dựa của mình, bắt đầu vừa câu cá vừa chơi cờ, bầu không khí không tệ chút nào, ở xung quanh có mấy người quen của ông cụ Giang tới gần, chủ tịch Giang, đây là ai thế? Đừng quấy rầy bọn tôi chơi cờ, ông thấy thèm thì tìm cháu gái ông chơi đi, này, cháu gái tôi mới hơn 4 tuổi, chơi cờ gì chứ? Ông cụ Giang hơi hả hê, nhỏ giọng nói, đợi cuối tuần sau ông lại đến đây, chúng ta cùng nhau câu cá đánh cờ rồi về tôi bảo người làm cá cho ông ăn ông còn muốn ăn gì nữa thì nói cho tôi biết chẳng bao lâu sau giang triều cũng tới có người quen giang triều tâm trạng giang triều tốt nên chào hỏi từng người một sau đó cậu lấy một cái ghế ngồi xuống cạnh thẩm nhu xem thẩm nhu và ông cụ giang chơi cờ thẩm nhu nhìn bàn cờ vô cùng chăm chú giang triều dùng một tay chống trầm nhìn thẩm nhu giang triều đưa hoa quả tới thẩm nhu ngoan ngoãn cắn một miếng rồi lại tiếp tục chơi cờ với ông cụ giang dù sao thì ông cụ giang cũng là người dạy cô chơi trình độ thẩm nhu cũng khá nhưng chơi với ông cụ giang thì kém hơn một chút giang triều pháo lên trước ông cụ giang xem cờ không được nói sau khi thẩm nhu thua ông cụ giang ván cờ đó giang triều làm chỗ dựa cho thẩm nhu cậu xắn tay áo lên hai chúng ta chơi ván tiếp theo rất nhanh sau đó ông cụ giang thua giang triều một ván Ông cụ Giang hít thở sâu, cút. Lúc mọi người đi về, khóe miệng Thẩm Nhu vẫn cong lên mãi, còn nói với ông cụ Giang về chuyện ở trường của cô. Ông cụ Giang nghe xong thì hỏi, ngoại trừ đám Giang Triều thì cháu chỉ có một người bạn nữa thôi sao? Thẩm Nhu gật đầu, bạn bè chỉ cần thật lòng là được, bản thân cháu cũng bận rất nhiều việc, cũng đâu kinh doanh gì mà cần lôi kéo quan hệ. Ông cụ Giang, cháu ấy à, suy nghĩ rõ ràng thật đó. Trang viên của nhà tổ nhà họ Giang rộng là thế nhưng lúc sắp xếp chỗ ở ông cụ Giang Bảo người dọn đồ vào cả căn nhà chính, ở căn nhà chính này thì Giang Triều có phòng của mình, Lý Thâm, Tần Lễ và Thẩm Nhu ở phòng khách, Thẩm Nhu chơi cả một ngày rồi nên muốn về phòng nghỉ, lúc lên trên tầng, Giang Triều nhường phòng mình cho Thẩm Nhu, cậu đi ngủ ở phòng khách với Tần Lễ và Lý Thâm, suy cho cùng thì chắc chắn phòng ngủ của cậu sẽ tốt hơn một chút, Thẩm Nhu tắm rửa sạch sẽ đi ra thì nhận được tin nhắn của Sở Thừa, Sở Thừa Chị họ, nếu như lần này chị không rảnh thì chúng ta hẹn lần sau gặp nhé. Không biết có phải sở thừa biết chuyện giữa cô và nhà họ Trần mới gửi tin nhắn này hay không? Thẩm Nhu cầm điện thoại trả lời, nói cô rảnh rồi đi tới ngồi trước cửa sổ ngắm phong cảnh dưới nhà. Sở thừa nhìn tin nhắn Thẩm Nhu trả lời lại khẽ cười. Thực sự đã rất lâu rồi cậu ta không ra ngoài ăn cơm với người khác. Lý Thâm đến tìm Thẩm Nhu, có muốn đi bơi không? Nhà họ Giang có một bể bơi khá xịn, nếu cậu không muốn bơi thì ở đây có cả suối nước nóng, còn có một tầng để tập thể hình. Giang Triều và Tần Lễ đâu rồi? Vừa nãy tôi ngồi nói chuyện với ông cụ Giang, hình như Tần Lễ đi gọi điện thoại, anh Triều thì tôi không biết, chắc là đi tập thể hình rồi. Nhà tổ nhà họ Giang bên này có rất nhiều thứ để chơi, trước kia Thẩm Nhu từng tới đây rồi, lúc đó ông cụ Giang thấy Thẩm Nhu và Giang Triều cãi nhau nên bảo Thẩm Nhu đến đây ở mấy ngày, Thẩm Nhu cũng biết ở đây có bể bơi mặc dù cô vừa tắm sạch sẽ xong nhưng nghĩ mình đi bơi cũng được nhưng mà cô lại không mang theo áo tắm cô nói với lý thâm lý thâm trả lời để tôi bảo người đi hỏi thử xem nếu như nhà họ giang không có thì tôi bảo hộ mang một bộ tới cho cậu nhưng cậu phải đợi một lúc phong cảnh bên bể bơi cũng không tệ hay là cậu tới bên đó chờ tôi một lát nhé qua bên suối nước nóng cũng được sau khi thẩm nhu đi ra ngoài lý thâm làm một động tác như vừa giành chiến thắng tần lễ đi tới hỏi lý thâm cậu đang làm gì thế? Lý Thâm trả lời thẳng thắn, anh Triều ở bên phía bể bơi, tôi đến đây bảo chị dâu nhỏ qua đó. Cậu ta giơ ngón tay chỉ số 8 ra, 8 muối bụng lận đó. Tôi muốn vào đại học A, anh Triều mà chăm chỉ học tập thì cũng có thể vào đại học A, gần đây tôi đang dạy kèm cho Thẩm Nhu thấy thành tích của cô ấy cũng có thể vào đại học A được, vì vậy cậu tính thế nào? Tần lễ nói xong thì khẽ mỉm cười với Lý Thâm, Lý Thâm chân thành đáp, Bên đại học A có trường kỹ thuật nghề không? Nếu không có thì tôi gọi điện thoại cho bố tôi để ông ấy nhanh chóng đi xây trường, nếu không thì con trai ông ấy không thi đổ nổi. Cậu ta nói xong lại giơ ngón tay chỉ số 8 với Tần Lễ, anh Triều, tám muối bụng đó, Tần Lễ. Lúc Thẩm Nhu đến bể bơi thấy Giang Triều đang ngồi trên ghế cầm quyển sách, cô nghĩ Giang Triều đến đây học để tránh bị làm phiền, không bơi lội thì có thể ngâm suối nước nóng cô đi lên trước mấy bước thì nghe thấy giang triều đang đọc cái gì mà có công chúa nhỏ cô dừng chân lại đi về phía giang triều giọng giang triều rất hay có chút khàn khàn trầm thấp lại có cảm giác thiếu niên hôm đó công chúa nhỏ ngủ dậy biết mình đã kết hôn với vương tử cậu đang đọc gì vậy thẩm nhu vương tay lấy cuốn sách trong tay giang triều cô đọc tên sách lên chuyện cổ tích đọc trước khi ngủ giang triều không hề lúng túng chút nào cậu ngồi đó đôi chân dài hơi cong lại ông đây đọc có hay không Thẩm Nhu, Giang Triều, cậu muốn dỗ tớ ngủ sao? Giang Triều cười, được, đồng ý với em. Thẩm Nhu, Thẩm Nhu và Giang Triều nhìn nhau một lúc không nói câu gì, sau đó Giang Triều dứt khoát kể cho Thẩm Nhu nghe quyển truyện cổ tích đọc trước khi ngủ này có mấy câu chuyện, cứ chậm rãi mà nói, người giúp việc ở nhà tổ nhà họ Giang mang áo tắm đi tới, cô Thẩm, đây là áo tắm mới. Đợi đến lúc ở bể bơi chỉ còn Thẩm Nhu và Giang Triều, Giang Triều đứng dậy tiếng sát lại, cô Thẩm em ở đây bơi lội hay về để tôi dỗ em ngủ, chọn một đi. Thẩm Nhu đá Giang Triều một cái, Giang Triều nâng mặt cô lên mỉm cười, trong đôi mắt hiện lên những đốm sáng nhỏ, lúc sáng em còn bảo giọng tôi rất êm tai nữa đó. Lúc Giang Triều và Thẩm Nhu trở về gặp phải Lý Thâm, Thẩm Nhu nhớ tới chuyện Lý Thâm nói Giang Triều ở phòng tập thể hình, Lý Thâm cười với cô rồi lại cười với Giang Triều, cô hiểu ra ngay lập tức nếu như vừa nãy lý thâm ở bể bơi thấy giang triều đang đọc chuyện cổ tích trước khi ngủ chắc chắn sẽ phấn khích quay về nói với cô và tần lễ nhưng cậu ta không nói vậy là vì nghĩ rằng giang triều muốn đến đó bơi sau đó lừa cô qua đó thẩm nhu lý thâm cậu yên tâm tôi về sẽ tặng cậu thêm mấy bộ đề thi nụ cười trên môi lý thâm dần tắt không không cần thẩm nhu hớn hở mọi người cùng nhau làm đề về tới phòng ngủ thẩm nhu nằm xuống giường Giang Triều cầm quyển sách ngồi cạnh cô, trong phòng chỉ bật chiếc đèn bàn với ánh sáng dịu dịu, tuy khung cảnh ấm áp là thế nhưng thực tế thì thẩm nhu rất căng thẳng, cô dục, cậu kể mau lên. Giang Triều nhìn hàng lông mi run rẩy của thẩm nhu, đặt quyển truyện cổ tích sang một bên, Giang Triều mãi không lên tiếng, thẩm nhu vừa mở mắt ra thì thấy Giang Triều đang nhìn cô vô cùng dịu dàng, dưới ánh mắt của Giang Triều, thế mà cô từ từ thả lỏng, Giang Triều. Thuở xưa có một công chúa nhỏ. Giọng Giang Triều thực sự rất hay, cậu còn giảm tông giọng xuống thật thấp, Thẩm Nhu cứ nằm nghe, dần dần thấy buồn ngủ, bởi vì cô chưa từng nghe kể chuyện cổ tích bao giờ nên cô muốn nghe đến kết thúc nhưng thực sự rất buồn ngủ, thế ngủ thiếp đi luôn, thấy Thẩm Nhu hít thở đều đặn, Giang Triều đặt quyển truyện cổ tích sang một bên, hai tay chống cằm nhìn Thẩm Nhu ngủ, giọng cậu càng trầm thấp, càng dịu dàng hơn, thuở trước có một công chúa nhỏ bị người ta bắt nạt, vương tử rất tức giận đưa nàng về, bảo vệ nàng, công chúa nhỏ cũng thích chàng, cuối cùng hai người họ sống hạnh phúc bên nhau. Giang Triều vương tay nhẹ nhàng xoa gò má thẩm nhu, ngủ ngon, công chúa nhỏ của tôi. Giang Triều tắt đèn phòng rồi đi ra, cậu vừa bước ra thì thấy ông cụ Giang cầm cây gậy đứng đó, ông cụ Giang nhấc gậy lên muốn đánh cậu, hai người lại bắt đầu kẻ chạy người đuổi, lúc chạy xuống dưới tầng, Giang Triều mới biết ông cụ Giang đã khóa cửa lại rồi, Giang Triều chống bàn nhảy lên nhìn lại, cháu có làm gì đâu ông ông cụ giang không làm gì cháu chạy vào phòng thẩm nhu làm gì cháu đứng lại đó cho ông ông ấy vừa đuổi theo giang triều vừa nói còn nữa cháu chơi cờ với ông mà không cho ông chút thể diện nào sao còn chuyện piano nữa nói thẳng luôn với ông là được giang triều cháu đứng lại đó cho ông ngày hôm sau vì có hẹn với sở thừa nên buổi sáng thẩm nhu ăn sáng ở nhà họ giang xong là phải trở về đám giang triều cũng về cùng cô lúc đi ông cụ giang nói nhu nhu tuần sau chúng ta lại chơi cờ câu cá nữa nhé nếu như giang triều bắt nạt cháu thì cháu cứ gọi điện thoại cho ông sau khi ngồi lên ghế lái phụ với giang triều thẩm nhu vẫy tay với ông cụ giang đoàn người xuất phát trở về thẩm nhu chủ động nói địa điểm với giang triều bảo giang triều đưa cô tới đó là được cô không về cùng lúc với giang triều nữa chỗ thẩm nhu nói là một trung tâm thương mại giang triều đi cùng đi thẩm nhu tớ có hẹn lý thâm điên cùng nhất sau khi về cậu ta phải đuổi theo tầng lễ làm đề thi sau đó thẩm nhu cũng sẽ để cậu ta làm đề thi cậu ta nhanh mồm nhanh miệng nói có phải lý lê không cô ấy có ngại ở cùng chúng ta không tôi cũng muốn đến trung tâm thương mại mua mấy món đồ thẩm nhu là sở thừa các cậu không quen sau khi thẩm nhu đi vào trung tâm thương mại đám giang triều vẫn ngồi trong xe giang triều lần mò rút một điếu thuốc ra thẩm nhu là người thế nào gần như cô chẳng có mấy người bạn vì thế người có thể hẹn thẩm nhu đến trung tâm thương mại chẳng hẳn có quan hệ tốt với cô, Sở Thừa là tên của nam, Tần Lễ rất lý trí, chắc chắn thẩm nhu không thích cậu ta, ai cũng biết trước kia cô ấy thích Chu Tự. Mặc dù nói rất có lý nhưng nghe lại khiến Giang Triều hơi xót xa, "Lý Thâm, hay là chúng ta cũng vào trung tâm thương mại đi, nói là tôi muốn mua đồ." Giang Triều, "Không cần." Lý Thâm cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Tần Lễ, "Lý Thâm, không hổ là anh Triều." Tần lễ, đi hỏi thử xem ở trường có ai tên sở thừa không? Lý thâm, được. Sau khi thẩm nhu đi vào trung tâm thương mại, cô mua mấy thứ mình cần trước rồi mới đi đến phòng ăn. Kết quả lúc cô đến nơi thì sở thừa đã ở trong phòng VIP từ lâu, cô hơi ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút đau lòng. Thẩm nhu nhìn sở thừa đứng dậy, chào hỏi cậu ấy rồi ngồi xuống ghế bên cạnh cậu ấy. Thẩm nhu định nói chuyện thì chuông điện thoại vang lên, là Giang Triều gọi tới, cô ấn nút nhận, nghe Giang Triều ở đầu dây bên kia nói, lúc về mua giúp tôi một cái áo tờ sớt nhé. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Thẩm Nhu và Sở Thừa muốn nói, Giang Triều lại gọi điện thoại tới, giọng nói rầu rĩ, Thẩm Nhu, tôi muốn ăn kẹo hồ lô. Mua giúp tôi bộ đồ ngủ, được không? Thẩm Nhu, tôi muốn mua một cái quần. Sau đó, Thẩm Nhu nhận được khoảng mười mấy cuộc gọi từ Giang Triều, cô bất đắc dĩ tỏ ý xin lỗi Sở Thừa, khi cuộc gọi được kết nối một lần nữa, cô và Giang Triều đồng thanh nói cậu tới trung tâm thương mại đi nhớ em thẩm nhu không nhịn được cười ra tiếng giang triều sở thừa là em họ tớ giang triều từng tôi ghen rồi tôi ở bên ngoài trung tâm thương mại chờ cậu thẩm nhu lúc đó tiếng reo hưng phấn của lý thâm ở bên kia điện thoại vang lên anh triều sở thừa là em họ của thẩm nhu vì giang triều gọi cho thẩm nhu mười mấy cuộc điện thoại sở thừa mím môi quay lại mỉm cười với thẩm nhu chị họ nếu như chị không rảnh thì chúng ta có thể hẹn lần sau chị đồng ý ra ngoài với em là em vui lắm rồi thẩm nhu vô thức hỏi bọn họ không có ai muốn ra ngoài với em sao sở thừa rủ mắt không trả lời thẩm nhu nói thẳng lát nữa chị đi mua đồ em đi cùng chị nhé sở thừa hơi run rẩy hỏi đi dạo phố với chị thẩm nhu ừ chị muốn mua mấy thứ có lẽ sẽ không cầm hết được em đi theo sách giúp chị nhé Cô nói xong dừng một lát rồi nói tiếp, có gây phiền phức gì cho em không? Sở thừa không nói gì, từ lúc chân cậu ấy phải đi khập khiển thì cậu ấy chưa từng đi dạo phố thêm lần nào nữa, càng không có ai nhờ cậu ấy đi sách đồ hộ. Trước khi cậu ấy đi khập khiển, sở lam hay gọi cậu ấy và Trần Quân cùng đi dạo với cô ta, sau đó sở lam chỉ gọi một mình Trần Quân đi với cô ta thôi, sở thừa, được à. Nếu như lát nữa thẩm nhu ghét bỏ cậu ấy thì cậu ấy sẽ chủ động nói mình phải đi về sau đó bản thân sở thừa cảm thấy hơi buồn cười chính cậu ấy còn ghét mình sao thẩm nhu có thể không chê cậu ấy kia chứ lúc cậu ấy thôi học không đến trường nữa đều là do sở lam xin cậu ấy ăn uống xong xuôi thẩm nhu và sở thừa đi ra ngoài cô cầm điện thoại xem giang triều bảo cô mua hộ cái gì mặc dù có khả năng giang triều không cần mấy thứ đó chỉ muốn gọi điện thoại cho cô nhưng cô vẫn muốn mua chúng về cho giang triều đi lên phía trước vài bước thẩm nhu thấy sở thừa không đi theo mà vẫn đứng tại chỗ cô gọi, sở thừa. Tuy sở thừa đi khập khiển, nhưng dáng đi chỉ hơi khó coi mà thôi chứ tốc độ không hề chậm, cậu ấy nhìn thẩm nhu chờ mình thì cất bước tiến lên trước một bước, hai bước, ba bước, cuối cùng đi tới trước mặt thẩm nhu, thẩm nhu và sở thừa cùng nhau đi ra khỏi phòng ăn, vào tầng một của trung tâm thương mại, thẩm nhu nhận ra tốc độ của sở thừa chậm dần, cô trực tiếp khoát tay sở thừa, sở thừa, có rất nhiều đồ, chỉ sách không nổi. Sở thừa toát mồ hôi, Sắc mặt càng ngày càng tái, chị họ. Thẩm Nhu và Sở Thừa đi vào cửa hàng đồ nam đầu tiên, Thẩm Nhu chọn quần áo giúp Giang Triều, chọn rất nhiều cái, cô cảm thấy Giang Triều mặc cái nào đẹp là mua cái đó, cuối cùng dùng thẻ của ông cụ Giang cho tính tiền, cô cảm thấy số tiền này mua đồ cho Giang Triều rất hợp lý. Lúc ra khỏi cửa hàng đồ nam đầu tiên, trên tay Sở Thừa đã có hơn 20 cái túi, lần này Sở Thừa ngoan ngoãn tiếp tục đi dạo với Thẩm Nhu. Thẩm Nhu cầm một bộ đồ lên hỏi Sở Thừa: Trông có được không? Sở Thừa gật đầu, đẹp lắm à? Hai người đi vòng quanh trung tâm thương mại một lúc lâu. Lúc đi ra khỏi trung tâm thương mại, đồ mà Sở Thừa sách hộ Thẩm Nhu càng nhiều hơn, nhưng cậu ấy vẫn luôn mỉm cười. Bên ngoài trung tâm thương mại, Thẩm Nhu nói, nếu như em muốn đi chơi thì có thể gọi cho chị. Sở Thừa, chị họ, em đưa chị về nhé. Thẩm Nhu nhìn Giang Triều ở cách đó không xa, lắc đầu, không cần đâu giang triều đang chờ chị về nhà lúc thẩm nhu quay lại ghế lái phụ mới biết cô đã đi dạo trung tâm thương mại hết bao lâu giang triều đã đợi bao lâu tần lễ và lý thâm cũng chờ ở đây cô ngập ngừng lát nữa tôi mời mọi người ăn cơm nhá lý thâm vỗ tay được thẩm nhu giang triều giang triều được thẩm nhu đáp theo được buổi tối mọi người ăn cơm xong rồi mới về giang triều tần lễ và lý thâm xách đồ giúp thẩm nhu thẩm nhu cầm cốc nước ép hoa quả đi vào khu chung cư với họ mấy người vừa đi vừa cười nói tần lễ hỏi thẩm nhu sau này cậu định làm gì thẩm nhu đàn piano hoặc mở công ty trò chơi cô nói xong thì hỏi tần lễ cậu thì sao tần lễ trả lời chưa nghĩ ra nữa cậu ta hỏi lý thâm còn cậu lý thâm xì một tiếng bật cười tần lễ sau này tôi muốn làm gì mà cậu không biết à làm một cậu ấm nhà giàu vui vẻ cậu ta đáp lại xong thì hỏi giang triều anh triều cậu định thế nào giang triều chẳng thèm nghĩ kiếm tiền cưới thẩm nhu giúp thẩm nhu mở công ty trò chơi đi nghe buổi hòa nhạc piano của cô ấy mọi người